Hi, xin chào mọi người, quay lại với kênh X55 Shop. Thì hôm nay cửa hàng của mình sẽ làm một cái chương trình đội nón áp dụng từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 12. Nắm bắt cái xu hướng của các bạn thì gần đến dịp Noel, dịp Tết thì các bạn sẽ đi du lịch, đi tour, đi phượt. Thì bên cửa hàng của mình thì các bạn cứ mang một cái nón cũ, khi đến cửa hàng của mình các bạn sẽ đổi một cái nón mới. Thì áp dụng cho các bạn nào mà chưa từng mua nón tại cửa hàng của mình, hoặc là những bạn là khách hàng quen. Thì địa chỉ của cửa hàng của mình là 04 Điện Biên Phủ nha các bạn, nằm ngay trục quận Bình của Lý Thái Tổ, Lê Duẩn với Điện Biên Phủ, và địa chỉ là số 04. Thì các bạn có thể đem một cái nón 3/4 hay một cái nón full face, cái nón 1/2, thì khi đến cửa hàng của mình thì các bạn sẽ đổi lấy một cái nón mới và bù một cái giá rất là hợp lý đó. Thì mình sẽ quay lại một số cái nón mà mình làm chương trình đổi cho các bạn xem. Chương trình đổi đa số là áp dụng cho những cái nón mà nó không sale, ví dụ như những cái nón 3/4 này các bạn. 3/4 thì 3/4, ví dụ như cái mẫu đây là tầm khoảng là 685, thì mình sẽ có cái giá chương trình đổi phù hợp. Ví dụ như các bạn đem nón 3/4 tới, bạn đổi món này thì bên mình sẽ thu cái nón 3/4 lại các bạn tầm khoảng 200. Còn nếu bạn đem 1/2 thì bên mình sẽ thu thấp hơn. Đó. Rất là nhiều nón bên mình để đổi. Đó, ví dụ như cái mẫu full face này, full face Ego 27. Full face Ego 27 thì bên mình sẽ thu lại tầm khoảng là 100. Nếu bạn đem cái nón mà cao cấp đắt tiền hơn tới đổi thì bên mình sẽ thu lại nhiều hơn. Đó, rất là nhiều nón, các bạn cứ ghé đến địa chỉ 04 Điện Biên Phủ thì các bạn có thể lựa chọn rất là nhiều sản phẩm. Thì các bạn thấy hay thì các bạn nhớ ủng hộ kênh X55 Shop để mình có thêm nhiều video khác cho các bạn xem. Xin chào, hẹn gặp lại.